Biên Pháp Cú có đoạn không làm mọi điều ác, thành từ các hành lành, tâm ý giữ trong sạch. Chính lời chư Phật dạy, vậy tiêu chí nào, cơ sở nào trên tinh thần Phật giáo? Đánh giá hành động đó là điều ác và hành động nào là điều thiện. Vì con có vài người bạn, họ nói quan điểm, họ có quan điểm cho rằng chỉ cần sống tốt với ông bà cha mẹ, chăm lo vợ con không phạm pháp luật, là một công dân tốt là điều thiện rồi. Về quan điểm đó có phù hợp với tinh thần Phật pháp công sư? Cái điều ác ấy và điều thiện ấy, nó cũng có nhiều cấp bậc nha, nó có nhiều cấp bậc. Cấp bậc mà thấp nhất thì điều ác đó là sắc xanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, nó là những cái điều ác căn bản. À, đương nhiên ngược lại với nó là điều thiện thì à, ở trong điều thiện ấy thì chúng ta nên xét đến à, thứ nhất là xét về giới ha Từ cái giới nhỏ là năm giới không sắc sanh không trộm cắp không tài dâm không nói dối không uống rượu thì đối với nhiều người cái việc mà họ không phạm pháp nhưng mà họ vẫn có thể nói dối đối với nhiều người họ không phạm pháp nhưng mà họ vẫn có thể uống rượu thì tức là mặc dù họ có thờ kính cha mẹ đấy, họ có làm một công dân tốt trong mắt xã hội, nhưng họ vẫn là cái người làm điều ác, nha. À, cho nên cái việc đầu tiên để phân biệt mà ác với thiện ấy là mình phải à, xét về giới, đấy. Và một điều nữa là cái điều thiện à, là chúng ta nên xét đến 10 cái nhân sanh phước, đó là gì? Bố thí giữ giới hành thiền cung kính phục vụ nghe pháp à, thuyết pháp tùy hỷ hồi hướng và sửa sang chi kiến cho đúng khi mà chúng ta có được 10 cái điều thiện này thì tức là à, ừ, khi chúng ta có 10 cái nhân sanh phước này tức là chúng ta đang làm điều thiện đó là tiêu chuẩn đấy tức là tiêu chuẩn đấy. rồi cái thiện và cái ác cao cấp hơn đó là gì à, đó là cái những cái tà tư duy tức là những cái suy nghĩ xấu ví dụ như là dục tư duy nè tức là cái suy nghĩ muốn hưởng thụ cái suy nghĩ hưởng thụ à, rồi à, sân tư duy nè à, tức là cái suy nghĩ mà bất mãn nóng giận khó chịu à, hại mình hại người và cái thứ ba là hại tư duy tức là cái cái suy nghĩ là muốn phá bỏ muốn đạp đổ muốn làm hại chúng sanh khác thì cái vụ này thì sư thấy cái tiêu chuẩn của bạn của quý vị là làm không được rồi đó đấy à, tư, đương nhiên là nghịch lại với những cái tiêu chuẩn kia đó là gì ly dục tư duy vô sân tư duy và bất hại tư duy cái ly dục này cư sĩ của gì làm nổi không? nếu làm nổi nó là cái thiện đấy, nó là cái thiện đấy, tiêu chuẩn của thiện đấy. rồi vô sân, tức là mình thường xuyên có từ tâm đối với chúng sanh khác, mình có làm nổi hay không? đấy rồi bất hại tư duy là mình thường xuyên mình có bi tâm đối với chúng sanh khác, đó là tiêu chuẩn của thiện đấy. Ừ? rồi cái thiện thì cũng có thiện dục giới nè. Thiện sắc giới, thiện vô sắc giới Và thiện siêu thế Thì đối với cái thiện dục giới Sư vừa mới nói xong Nhưng mà quý vị nhớ dùm nha Trong kinh ấy à, Hình như là trong tăng chi thì vậy Thì cái thiện chả, cái, cái thiện dục giới đấy Nó lại là Cái bất thiện So với cái thiện Sắc giới ừ. Cái thiện sắc giới đó tức là cái việc chứng đắc bốn tầng thiền à, thì nó lại trở thành cái bất thiện đối với cái thiện vô sắc giới và cái thiện vô sắc giới đó nó lại trở thành bất thiện đối với các cái thiện siêu thế nha yeah. cho nên bản thân cái việc thiện nó cũng có nhiều cái cấp bậc